Chả cần nói tớ thích cậu, tỏ tình theo cách của Dư Hoài còn đốn tim hơn nhiều. Nếu bạn từng sốt ruột khi Lộ Tinh Hà, Vương Lịch Hâm đã tỏ tình với Cảnh Cảnh, Đàm Tùng Vận biết bao nhiêu lần, nhưng Dư Hoài, Lưu Hạo Nhiên chưa hề hé môi một câu, thì bạn chưa tinh ý rồi. Dư Hoài đã tỏ tình với Cảnh Cảnh rất nhiều lần. Cảnh Cảnh, nơi này chỉ có mình cậu biết. Ta có thể hiểu đại ý câu này là đây là căn cứ bí mật của mình chỉ chia sẻ với mình cậu thôi. Yên tâm đi, thiếu gia mình sẽ không bỏ rơi cậu. Khi đứng trước một bước ngoặt mới phải phân ban tự nhiên và xã hội, không chỉ Cảnh Cảnh mà Dư Hoài cũng lo sợ không kém. Tuy nhiên Dư Hoài vẫn nói như đinh đóng cột sẽ không bỏ rơi cậu, như thế này có khác nào tỏ tình hay không? Mình từng có một suy nghĩ rất hoang đường, nếu cậu đã không học ban tự nhiên thì thiếu gia mình cứ đi học ban xã hội là xong rồi. Đằng nào thì thiếu gia đây cũng thông minh như vậy, học ban xã hội chắc chắn cũng sẽ giỏi hơn cậu. Thậm chí dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng Dư Hoài đã từng nghĩ sẽ vì Cảnh Cảnh mà đổi sang ban xã hội, để cả hai có thể tiếp tục là bạn cùng bàn. Một chàng trai nói rằng muốn vì bạn mà thay đổi ước mơ, như thế có được xem là tỏ tình hay không? Dẫu chỉ là trong suy nghĩ, nhưng có người con gái nào không hạnh phúc khi nghe những lời đó chứ? Dám động đến người của bổn thiếu gia, xem ra cậu ta chán sống rồi. Đứng ra bảo vệ Cảnh Cảnh khi cô nàng bị bóng ném trúng đầu, nói rằng Cảnh Cảnh là người của bổn thiếu gia, như thế không phải là tỏ tình là gì? Lộ Tinh Hà thích Cảnh Cảnh, Lộ Tinh Hà thích Cảnh Cảnh, chúng ta mãi ngồi cùng bàn với nhau nhé. Bao nhiêu lần Lộ Tinh Hà nói thích Cảnh Cảnh là bấy nhiêu lần Dư Hoài nói Cảnh Cảnh à, chúng ta mãi là bạn ngồi cùng bàn nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.